Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế lần thứ 3 năm 2018 kính gửi đến toàn thể quý vị và các bạn những lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. First of all, on behalf of the organizing board, I would like to welcome distinguished guests, ladies and gentlemen, on delegates being here today. Kính thưa quý vị đại biểu, nhằm tạo mục tiêu môi trường giao lưu học thuật giữa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh với sinh viên các tỉnh thành trên toàn quốc cũng như sinh viên các nước trên thế giới, chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam toàn quốc nhiệm kỳ 2018-2023, Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế lần thứ 3 năm 2018 với chủ đề nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dear distinguished guests, ladies and gentlemen, on delegates, in order to create opportunities to exchange knowledge between students in Ho Chi Minh cities and other provinces, as well as students from other countries, in order to celebrate National Congress of Vietnam National Union of Students, term 2018-2023, Vietnam National Union of Students of Ho Chi Minh Cities, in collaboration with Vietnam National University of Ho Chi Minh City, are honored to organize the third International Student Science Forum with the topic Human Resources in the Industry 4.0. Trong năm 2018, Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn đại biểu đến từ Campuchia, Canada, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Nga, Singapore, Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc để tham gia diễn đàn. Các đại biểu đã gửi bài xoay quanh nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hôm nay các bạn sẽ cùng lắng nghe, chia sẻ và thảo luận những vấn đề xoay quanh chủ đề của diễn đàn. Đó là lý do của chương trình sáng nay. In 2018, ISSF have proceeded to receive the attention and participation not only from Vietnamese, but also from international students such as Cambodia, Canada, Laos, Indonesia, South Korea, Singapore, Russia, and Taiwan, China. All the delegates have had an essay related to the topic Human Resources in the Industry 4.0. And today, all of us are here to listen, to share, and discuss the issue which a lot of students are concerned about. That is also the reason for today's program. Đến tham dự trong chương trình hôm nay, ban tổ chức rất vinh dự được đón tiếp và trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý. Attending to the opening ceremony of the third International Student Science Forum, it is our great honor to welcome Mr. Nguyễn Mạnh Cường, Deputy General Director of Southern Office of Ministry of Science and Technology. Mr. Phạm Thanh Sơn, Deputy Head of Science Education Division, Propaganda Department of Ho Chi Minh City Basic Committee. Professor Vũ Hải Quân, Vice President of Vietnam National University, Ho Chi Minh City. Professor Nguyễn Kỳ Phùng, Deputy Director of Ho Chi Minh City, Department of Science and Technology. Dr. Lê Hữu Phước, Vice President of University Social Sciences and Humanity, Vietnam National University, Ho Chi Minh City. Mr. Nguyễn Việt Quế Sơn, Standing Deputy Secretary of Ho Chi Minh City Committee Young Union, Chairman of Ho Chi Minh City Vietnam National Union of Students. Mr. Đoàn Kim Thành, Members of Standing Committee of Ho Chi Minh City Communist Youth Union, Director of Science and Technology Development for Youth Center. Cùng với sự tham gia của các thành viên ban tổ chức, đại diện hội sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự có mặt của 70 đại biểu chính thức của Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế, cùng sự tham gia của 200 sinh viên thành phố, ban tổ chức cũng rất hân hạnh được đón tiếp quý anh chị phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí đến tham dự và đưa tin cho chương trình. Together with all members of the organizing board, representatives of university, and especially 70 official delegates of the third International Student Science Forum 2018, and more than 200 students from universities and colleges in Ho Chi Minh City, the organizers also have the honor to welcome and thank all the reporters, editors, and of media agencies to attend a report about the forum. Once again, let's take a warm applause to welcome all. Kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần thứ 3 năm 2018, trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên phát biểu khai mạc. And to open the third International Student Science Forum 2018, I would like to invite Professor Vũ Hải Quân, Vice President of Vietnam National University Ho Chi Minh City, to make the opening speech.
Hello. Okay, good. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our beloved students, on behalf of the Vietnam National University, I would like Ho Chi Minh City, I would warmly welcome you to the third forum. That forum it makes the topics very special for us. So I was wondering why we choose the topic today about the human resource in the industry of 4.0. So personally, I think that there are three aspects, three things that we should consider. First is about the era of change. Things change quickly. Many jobs, new jobs appear, and also many jobs disappear. We now have data scientists. We now have shipper. That in the last 10 years, we haven't had it yet. Secondly, I think it's about the new technology. The new technology. So with the AI, artificial intelligence, with the automation, with the robots, with automation robots, and etc. So it's creating the new opportunities and of course the new uncertainties. So to meet the challenge, what should we prepare? So that I think the purpose, the goal of the forum today and also tomorrow. And VNU, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, is very proud to be a part of the forum today. So from VNU point of view, what our students should prepare for the Industrial 4.0? We think and we propose five characteristics. First is academic. What academic is? We should change from monodisciplinaries to multidisciplinaries. So it means we have comprehensive education, not only focus on professionals, but liberal arts, for example. That's the first thing. Secondly, globalization and experiential. I will talk about globalization and experiential later. And third, industry. We have to work with industries like you. You should go for internship, for example, to learn from the real things, from the things that the school doesn't have. Fourth, lifelong learning. Because everything changes quickly, so you have to have spirit of lifelong learning, keep learning continuously, improving continuously to match with the demand. And finally, entrepreneur. Entrepreneur here doesn't mean that you finish the school, go out, open a company. No, it's okay. It's not on thing. It's not on a mean. By entrepreneurs, I mean that we have an ability to face with challenge, to overcome the challenge, not seeing the challenge and go through different ways. No, that's not the spirit of entrepreneur. So four characteristics that VNU Ho Chi Minh City encourage our students to take part, to join, to study, and to promote. So I go back with the second one, collaboration and experiential. So by today, it's kind of collaboration. You come here, you meet with your friends, take a partner, make a presentation, listen for oral presentation from experts, etc. Second, keep the email, discuss about the issue that both of you interested with. So that kind of collaboration and experiential. You go to different countries, experience with different kind of food, different kind of culture. So it helps you, like you can be able to go to be ready to go to different countries to work for the next, or maybe next year or the next couple of years. So it is very important. For me personally, it's very important. I hope that the forum, after you spend some days with your friend, with your partner, you gain a lot of things.
And VNU would very much like to thank for the Youth Union, for the Department of Science and Technology, for the VNU University of Social Science and Humanities, who somehow organized by a lot of things of work, facility to bring the forum today. And I wish you have a successful event. Thank you very much. Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hải Quân. Thank you, Professor Vũ Hải Quân. Kính thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế rất hân hạnh được đón tiếp các nhà khoa học đến tham dự chương trình khai mạc và phiên toàn thể diễn đàn hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ba nhà khoa học cũng là diễn giả chính. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and all delegates attending to the forum today are many experts and leading scientists. On behalf of the organizing board, we would like to present flowers as our gratitude to the speakers. Please welcome on stage. Các diễn giả chính sẽ gồm có Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Associate Professor Trần Minh Triết, Vice President of University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng khoa Kỹ thuật, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Quan hệ Công nghiệp, Trường Đại học Việt Đức. Associate Professor Nguyễn Quốc Hưng, Dean of Faculty of Engineering, Director of Industrial Relations and Technology, Transfer Centers at Vietnamese German University. Tiến sĩ Andrew Smith, Giảng viên khoa Công nghệ Trường Đại học MIT Việt Nam. Dr. Andrew Smith, Lecturer of RMIT Vietnam University. Xin trân trọng kính mời ba vị diễn giả sẽ lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm của ban tổ chức thay cho lời cảm ơn. I would like to invite Professor Vũ Hải Quân and Mr. Nguyễn Việt Quế Sơn to be on stage and present these beautiful flowers to our speakers. Trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hải Quân và đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn sẽ lên tặng hoa cho các diễn giả. Student Science Forum 2018. Professor Trần Minh Trí to be upstairs the stage to share about the topic artificial intelligence and modern social, how AI affect the labor.